Với mục tiêu vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội, chính phủ vừa ban hành quy định tạm thời về chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong đó mục tiêu quan trọng hàng đầu là bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể phấn đấu trong năm 2021, đồng thời không để tình trạng cục bộ các cứ trong ban hành và thực hiện các giải pháp trên mức cần thiết, gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội, theo quy định phân loại 4 cấp độ dịch, gồm nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao, với phạm vi đánh giá từ quy mô cấp xã. Căn cứ với mỗi cấp độ dịch, các địa phương sẽ áp dụng các biện pháp phù hợp tương ứng cho từng lĩnh vực, hoạt động cụ thể gồm tổ chức tập trung trong nhà hoặc ngoài trời, vận tải hành khách công cộng lưu thông vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh sản xuất kinh doanh dịch vụ hoạt động giáo dục đào tạo trực tiếp hoạt động cơ quan công sở các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự và hoạt động nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ tham quan du lịch cũng như biểu diễn văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao